Ánh mắt si tình của chàng trai nhìn trộm bạn gái cùng lớp trong ngày chụp kỷ yếu khiến ai nấy bồi hồi. Có những mối tình chỉ riêng mình ta biết, chỉ dám ngắm nhìn mà không dám chạm tới. Có thể đây là lần cuối được ngắm nhìn cậu lâu như vậy. Cậu là một phần thanh xuân của tớ. Những ai đang thích đơn phương một người thì mới hiểu được cái cảm giác này. Trong ngày chụp kỷ yếu, anh cameraman đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc ánh mắt đầy nỗi niềm của chàng trai dành cho cô bạn cùng lớp, khiến ai nấy bồi hồi. Mình cũng từng thích một bạn học cùng suốt 3 năm cấp 3, chỉ dám liếc nhìn từ phía sau, dù biết đơn phương một người, cảm giác không dễ chịu chút nào, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Để rồi khi ra trường thì tiếc nuối, giá ngày đó mình mạnh mẽ hơn, thì có lẽ giờ mọi thứ đã khác. Một chút buồn, một chút nuối tiếc, có ai thấu hiểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!